Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Theo một tin mà chúng tôi mới nhận được vào tối ngày hôm qua, xuất hiện một trận mưa tên lửa ở tỉnh Hồ Nam. Rất nhiều người bị sét đánh trúng, sau đó xuất hiện rất nhiều cơn mưa tia lửa khác đã khiến người dân phải sợ. Giữa lúc cơn bão kèm theo mưa lớn đổ bộ vào tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin vào lúc khoảng 17h53, ở thành phố Tế Nam, người dân cũng đã bị cơn mưa tia lửa rơi trúng thiệt mạng, càng lúc càng xuất hiện rất nhiều tia lửa hơn. Đoạn clip chia sẻ trên mạng cho thấy, sau khi chớp đột nhiên vọng lên một âm thanh lớn giống như khi bom nổ, trong nháy mắt vệt sáng màu cam rơi xuống cùng cơn mưa và chập điện, tia lửa xuất hiện khắp nơi rồi rơi xuống mặt đất, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng. Khi xảy ra phóng điện, mưa sét sẽ gây ra một điểm sóng điện từ và lan ra xung quanh với tốc độ rất lớn. Trong không khí, tốc độ của nó tương đương với tốc độ ánh sáng. Sóng điện từ truyền lên các công trình trên cao theo các đường dây điện lực, gây tăng điện áp cao, tác động lên các thiết bị trong công trình gây hư hỏng, đặc biệt đối với các thiết bị nhạy cảm, thiết bị điện tử, máy tính cũng như bảng máy tính. Các tia sét được biết đến là nguyên nhân chủ yếu tạo ra các xung hóa điện áp cao và tạo ra mưa tên lửa. Một lưu ý quan trọng là tia sét không cần phải đánh trực tiếp lên đường điện mới gây ra hư hỏng. Một tia sét đánh xa vài trăm mét cũng đã gây ra những xung cảm ứng lan truyền lớn, có khả năng phá hủy, thậm chí phá hủy đường cấp ngầm lân cận. Ngoài ra còn do một số nguyên nhân khác như do chuyển mạch nguồn hay do chập khởi động của động cơ điện tạo ra xung hóa điện áp cảm ứng phá hủy các đường dây lân cận. Do đó, việc Trung Quốc lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền cũng không kém tầm quan trọng so với chống sét trực tiếp. Theo cơ quan chức năng của Trung Quốc giải thích, do sét đánh vào dây điện làm cho nổ tung, đồng thời nhấn mạnh thương vong về người là vào khoảng hơn 200 người ở thành phố này. Sau sự kiện, người dân địa phương đang lo lắng mỗi khi cơ quan khí tượng Đại Liên đưa ra cảnh báo về mưa tia lửa sấm sét vào lúc 3h30 sáng hôm qua theo thời địa phương. Cơn bão nhiệt đới số 5 trong năm nay của Trung Quốc đã đổ bộ vào đất liền, kèm theo cả cơn mưa tia lửa tại khu vực tỉnh Giang Tô, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh khắp 13, tức là 156 km/h. Khu vực đông nam tỉnh Chiết Giang, phía đông tỉnh Phúc Kiến cũng đã xuất hiện mưa tia lửa rất lớn kèm theo mưa lớn trên diện rộng, với lượng mưa có thể lên tới 200 mm. Các thành phố như Ôn Châu, Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, thành phố Phủ Điền thuộc tỉnh Phúc Kiến và toàn bộ khu vực có mưa đều hét lên rằng trời diệt Trung Quốc thật rồi. Rồi sức gió ở các khu vực này mạnh cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 11 đến cấp 13. Riêng khu vực phía đông nam tỉnh Chiết Giang gió mạnh cấp 14 đến cấp 16. Trước đó, tỉnh Chiết Giang đã khởi động mức ứng phó mưa bão cấp độ 2 và di rời khẩn cấp khoảng 60.000 người nhằm tránh những thiệt hại do mưa tia lửa gây ra. Trong khi đó, một số khu vực ở miền đông và miền nam Trung Quốc vẫn trong tình trạng báo động cao. Sau một tháng mưa lớn đã làm ngập các thành phố dọc theo sông Dương Tử và Hoàng Hà, lũ lụt ở Trung Quốc đã và đang làm ảnh hưởng đến 5.500 người tại 7 tỉnh, ít nhất là 2.588 người thiệt mạng hoặc mất tích, thiệt hại kinh tế lên đến 30 tỷ đô. Dự báo mưa tia lửa và các giải miền ngoài của mưa cũng sẽ tiếp tục gây ra mưa lớn ở các tỉnh duyên hải, miền đông của Trung Quốc. Quý vị thân mến, trong một diễn biến liên quan, vào khoảng 14 giờ chiều ngày hôm kia, hồ nước phương Bắc có diện tích 91,3 nghìn m² với tổng lượng tích trữ lên đến 2 tỷ m³, bất ngờ nổ tung do một vụ sạt lở gây ra. Vụ nổ mạnh tới mức nó tạo ra một cơn sóng thần cao 30 m, làm ngập lụt hết các vùng xung quanh. Nhưng đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Khi những người dân trong khu vực bước ra ngoài để tìm hiểu về tiếng nổ lớn mà họ nghe thấy thì bị ngạt thở, bị đám khí tràn đến và tử vong ngay trước cửa nhà. Những người nằm ngủ trưa cũng thiệt mạng, trong khi người thân của họ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Với mật độ khí CO2 mặt đất đủ nặng để gây ra chết người, hơn 5.500 gia súc bị tiêu diệt chỉ trong vài phút. Nhiều thi thể người và động vật nằm chết như ngả dạ, khiến cho ai nấy đều kinh sợ khi chứng kiến nồng độ CO2 có mật độ dày hơn không khí. Đám mây này không tan mà chúng đẩy lớp không khí có thể thở được lên trên trời, hòa vào đám mây, và đám mây chứa khí CO2 đã nhanh chóng lan rộng ra xa, giết chết những người ở các khu vực xung quanh cách đó khoảng 22 km. Khiến cho tỷ số người chết không ngừng tăng lên. Một số người dân sống sót sau vụ phun trào khi kể lại cho biết, tôi không thể nói, tôi rơi vào trạng thái mất ý thức, tôi không thể thở. Sau đó tôi ngửi thấy thứ gì đó rất khó chịu, tôi nghe thấy tiếng con gái, nhưng khi tới được giường, con tôi đã quỵ ngã, tôi muốn cất tiếng nói nhưng hít thở không thông, con gái tôi đã chết. Không ai nghĩ rằng hồ nước quanh năm trong xanh đó chính là thủ phạm cướp đi mạng sống của gần 1.300 người. Theo báo cáo thì khoảng 35.000 m³ khí CO2 được giải phóng trong vòng 20 giây. Đám mây khí CO2 khổng lồ tràn qua toàn bộ vùng quê, những ngôi làng ven hồ gần như không có cơ may sống sót. Trong số hàng ngàn cư dân, chỉ có 10 người may mắn thoát khỏi thảm họa.
do nhanh chóng chạy lên vùng đất cao hơn bằng xe máy. Khi đám mây khí CO2 bao trùm mọi ngọn lửa đều tắt ngấm, bầu không khí ảm đạm trải rộng quanh khu hồ ở Tây Tạng. Theo thống kê thì hơn 1.300 người tử vong trong thảm họa, và con số này vẫn tiếp tục gia tăng. Khu vực Cung Bắc chuyển từ màu xanh dương sang màu đỏ thẫm, thay đổi gây ra sâu sắc bị khuấy tung từ đáy hồ. Bao nhiêu hình ảnh ghi lại từ sau khi phun ra khí độc, thì toàn bộ nước trong hồ Cung Bắc đã chuyển thành màu đỏ. Hồ Cung Bắc hình thành trên miệng của một ngọn núi lửa đã tắt cách đây 400 năm. Các hồ miệng núi lửa thường chứa nồng độ CO2 cao hơn do hoạt động núi lửa diễn ra bên dưới hàng ngàn km. Trong điều kiện bình thường thì khí CO2 bay hơi theo thời gian, khi nước hồ được bổ sung nhờ lượng mưa khủng khiếp được tích trữ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, hồ Cung Bắc tồn tại theo cách khác biệt. Đây là một hồ nước hết sức tĩnh lặng, ít chịu ảnh hưởng của biến động môi trường. Thay vì giải phóng khí CO2 từ hồ, nước đóng vai trò như một kho khí áp suất cao. Nước ngày càng tích tụ nhiều hơn cho đến khi mẫu đất nước hòa tan hơn 5.162 lượng khí bị dồn nén tới mức cực hạn, biến hồ lúc này thành một quả bom hẹn giờ. Nguyên nhân có thể là do lở đất, vụ phun trào núi lửa nhỏ, hoặc một cơn mưa nhỏ ở trước hồ. Bất kể nguyên nhân là gì, hậu quả do nó để lại là vô cùng thảm khốc. Sau khi sự kiện về hồ Cung Bắc được đặt dưới sự giám sát của các nhà chức trách, một đường ống lấp dưới đáy hồ chứa khí CO2 thoát ra theo tốc độ thông thường. Tuy nhiên, phương pháp giải phóng khí này chưa thấy hiệu quả. Hồ nước một lần nữa chứa nồng độ CO2 cao hơn năm 1986 và một con đập tự nhiên bên trên hồ có nguy cơ đổ vỡ. Tình trạng này có thể gây ra một thảm họa kép từ lụt lội và ngạt khí. Các nhà khoa học đã mất 10 năm để tìm ra phương cách làm cho hồ thoát khí CO2 an toàn trước khi lại có một thảm họa tương tự xảy ra, và họ đã nhất trí kế hoạch tháo một ống nước có đường kính 13cm xuống độ sâu 182m ngay dưới đáy hồ. Sau đó, khi nước ở đáy hồ được bơm lên đỉnh ống, khí CO2 thoát ra trên đầu ống thoát nước và khí lên cao khoảng 45m. Hiệu ứng ống khói sẽ kích hoạt phản ứng liên tục cho đến khi CO2 bốc hết. Một điều đáng lo ngại nữa là con đập tự nhiên ở phía bắc hồ Bắc đang bị xoáy mòn và có thể sập trong thời gian tới. Nếu đập vỡ 50 triệu mét khối nước có thể tràn ra từ hồ, nhấn chìm tới 10.000 người, khi nó tràn qua các thung lũng bên dưới, thảm họa vỡ đập mới chỉ là bắt đầu. Và những thông tin liên quan về vấn đề này chúng tôi sẽ cập nhật và gửi đến cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin kinh hoàng liên quan đến thảm họa nhân tạo tại Trung Quốc, khi một xoáy nước khổng lồ nuốt chửng cả hòn đảo rộng hơn 200.000m2 tại Chiết Giang, hủy diệt mọi thứ xung quanh, cuốn trôi nhiều giàn khoan và xà lan, đã khiến cho hàng trăm công nhân bị thương vong, nguy kịch. Trong khi một nhóm công nhân đang thăm dò bên dưới lòng hồ Po Hi ở Chiết Giang vào chiều ngày hôm qua thì một mũi khoan của họ bất ngờ bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 375m bên dưới mặt hồ và họ không thể rút mũi khoan. Sau nỗ lực để rút mũi khoan lên thì các công nhân nghe thấy có một loạt tiếng nổ lớn, tiếp đó là giàn khoan nghiêng về một bên. Thấy có điều bất thường xảy ra thì nhóm công nhân cắt dây buộc xà lan vội vã rút khỏi giàn khoan và tiến vào bờ. Chỉ một thời gian ngắn sau khi rời bỏ giàn khoan trị giá 6 tỷ đô, họ kinh ngạc chứng kiến cảnh giàn khoan và cần trục khổng lồ đổ nhào và biến mất dưới mặt hồ vốn chỉ sâu hơn 2 mét. Rất nhanh sau đó thì nước quanh vị trí giàn khoan đã bắt đầu xoay tròn một cách dữ dội. Lúc đầu vòi nước xoay chậm, nhưng tốc độ của nó nhanh chóng gia tăng cho đến khi trở thành một xoáy nước có đường kính hơn 1.000 mét với tâm điểm bằng hai chân trục mũi khoan. Trong lúc xoáy nước hình thành trên mặt hồ, một công nhân điện làm việc ở mỏ muối bên dưới đã nghe thấy tiếng động lớn. Khi đến gần, người này phát hiện nguồn phát ra âm thanh là do các thùng nhiên liệu va đập vào nhau. Khi chuẩn bị có một dòng nước cuốn đi, người công nhân nhanh chóng phát tín hiệu sơ tán. Khoảng 130 thợ mỏ đang làm việc ở độ sâu 457m. Bên dưới mặt nước phát tín hiệu sơ tán và bắt đầu chạy tới chỗ thang máy dẫn lên mặt đất. Vì chiếc thang máy này di chuyển với vận tốc chậm chạp, chỉ chứa được 5 người một lúc nên tất cả 125 công nhân còn ở dưới hầm bị nước nhấn chìm, hiện vẫn chưa biết sống chết ra sao. Các lực lượng cứu hộ tiến hành cứu vớt các nạn nhân. Ở trên bề mặt, lực hút của xoáy nước cũng hủy diệt mọi thứ xung quanh. Nó nuốt chửng một giàn khoan dầu khác ở gần đó cùng với một bến tàu hơn 280.000m2 từ đảo, nhiều xe tải, cây cối, công trình. Lực hút này mạnh tới mức làm đổ dầm con kênh dài 19m, dẫn đến từ hồ Vịnh kéo 11 xà lan đang di chuyển dọc kênh xuống nước và chôn vùi xuống dưới mỏ muối. Chỉ sau 3 tiếng thì hơn 3 tỷ lít nước của hồ bị hút cạn, nước đổ vào hồ qua kênh đào, xung quanh tạo thành một thác nước cao 46m chảy xuống miệng hồ và lấp đầy hồ khi miệng hồ đầy nước. Sau vài ngày, 9 trong số những xà lan bị nhấn chìm nổi trên mặt nước, còn dân vĩnh viễn bị vùi lấp dưới mỏ muối. Dòng xoáy nước gây ra thiệt hại khổng lồ về vật chất và người, đã khiến nhiều người kinh hồn khi thiên tai liên tục ập đến đất nước của Trung Quốc. Hồ nước ngọt sâu 2m được thay thế bằng hồ nước mặn sâu 400m. Hệ sinh thái của hồ cũng thay đổi và sự xuất hiện của nhiều loài thực vật mới. Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục phải hứng chịu những kiểu thảm họa kinh hoàng, đã cướp đi hàng trăm sinh mạng. Điều đáng nói là những thảm họa do chính con người gây ra đang ngày càng gia tăng một cách đáng lo ngại.
Chỉ tính riêng trong năm 2023 đã xảy ra liên tiếp hàng chục vụ tai nạn và nguyên chính là do các tiêu chuẩn về an toàn không được đảm bảo. Gần đây nhất là vụ hơn 30 tòa nhà bị sập do lở đất ở Thâm Quyến, Quảng Đông vừa hôm qua, đã khiến nhiều người bị chôn vùi. Hơn 90 người hiện vẫn đang mất tích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 với bão Noru. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Noru là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến miền Trung nước ta. Cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4, cấp rủi ro rất lớn, chỉ sau cấp thảm họa, ở 5 tỉnh, trong đó có Thừa Thiên Huế và Bình Định. Bình Định lập ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão. Tại vùng biển, một số xã của huyện Phù Mỹ như Mỹ Thắng, Mỹ An, Mỹ Đức, trong chiều qua có rất nhiều ngư dân cùng các lực lượng chức năng triển khai công tác phòng chống bão. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu những người dân sống gần mép biển khẩn trương sơ tán tài sản đến nơi an toàn. Theo ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ đã kiểm tra và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn triển khai sơ tán dân, hướng dẫn người dân chẳng chống nhà cửa bảo đảm an toàn trước và trong khi bão xảy ra. Huyện Phù Mỹ dự kiến có 269 hộ trên 1.059 khẩu bị ảnh hưởng nước biển chiều cường dâng cao, 167 hộ trên 643 khẩu bị ảnh hưởng ngập lụt. Trong ngày, Ủy ban Nhân dân huyện sử dụng lực lượng xung kích tại địa phương và lực lượng hỗ trợ từ lực lượng vũ trang, trưng dụng các phương tiện xe cơ giới, ghe xuồng và xe máy của cá nhân để di dời tài sản và người dân đến nơi an toàn. Tại thị xã Hoài Nhơn, chính quyền đang khẩn trương kêu gọi ngư dân địa phương đưa tàu thuyền tìm nơi tránh trú bão Noru, chèn chống nhà cửa và sẵn sàng sơ tán trong tình huống khẩn cấp. Địa phương lên phương án sơ tán 13.000 người dân tại khu vực ven biển và các vùng thấp có nguy cơ sạt lở. Còn tại huyện miền núi An Lão, Ủy ban Nhân dân huyện cho hay khu vực có nguy cơ sạt lở cao là khu vực núi Gai, có 178 hộ dân đang sinh sống trong vùng bị ảnh hưởng, trong đó có 43 hộ nằm trong vùng nguy hiểm. Trong ngày, qua kiểm tra công tác phòng chống bão Noru tại các địa phương này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân về thông tin bão Noru, kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng chống trước khi bão đổ bộ. Trong đó, thị xã Hoài Nhơn cần bố trí xếp tàu thuyền neo đậu tại khu vực cảng cá Tam Qua an toàn, tránh va đập khi neo đậu, chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy và tuyệt đối không để ngư dân trên tàu khi bão đổ bộ. Tại huyện miền núi An Lão, ông Tuấn đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại hồ chứa Đồng Mít, xã Anh Dũng. Qua đó, ông yêu cầu chính quyền huyện đề phòng tình trạng sạt lở đất trên tuyến đường quanh hồ Đồng Mít đi xã An Vinh và yêu cầu thành lập ngay sở chỉ huy tiền phương của huyện để phòng chống bão Noru. Kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở tại núi Gai, thôn Trà Cong, xã An Hòa, huyện An Lão, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện có kế hoạch sơ tán người dân tại khu vực sạt lở này trước khi bão đổ bộ. Về lâu dài, phải có quy hoạch bố trí khu tái định cư mới cho người dân bị ảnh hưởng vì sạt lở. Trong ngày hôm qua, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão Noru tại một số công trình giao thông thủy lợi đang thi công, gồm đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn, dự án đường ven biển đoạn Cát Tiên, Diêm Vân, kiểm tra tình hình tàu thuyền vào tránh trú bão ở cảng cá Quy Nhơn, việc bốc rỡ hàng hóa và tàu thuyền ra vào cảng Quy Nhơn. Qua kiểm tra, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu Ban Quản lý Cảng cá Bình Định tập trung lực lượng phối hợp với các ngành chức năng liên quan kêu gọi, hướng dẫn bà con đưa tàu vào neo đậu, tránh trú bão an toàn. Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng vào việc kêu gọi tàu thuyền khẩn trương di chuyển khỏi vùng nguy hiểm của bão, tìm nơi tránh trú an toàn. Các lực lượng chức năng địa phương khẩn trương liên lạc thông báo cho tàu thuyền, người nhà của chủ tàu di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Các tàu cá cập cảng neo đậu phải tuyên truyền hướng dẫn bà con ngư dân lên bờ để đảm bảo an toàn tính mạng, tập trung rà soát để di dời dân cư ở các vùng nguy hiểm. Ngành giáo dục đào tạo phải tính toán cho học sinh nghỉ học vào ngày hôm nay và tập trung rà soát lại các công trình giao thông, thủy lợi, hồ đập và đê kè, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, máy móc ứng phó kịp thời trong tình huống khẩn cấp xảy ra nếu bão Noru đổ bộ. Trong ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đã có yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên cho học sinh, học viên nghỉ học từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Tất cả tàu thuyền trên biển của ngư dân Thừa Thiên Huế vào bờ an toàn.
Chiều qua, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết tất cả tàu thuyền đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân tỉnh này đã vào bờ trú tránh bão an toàn kể từ sáng cùng ngày. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, trên địa bàn hiện có 2.062 phương tiện với 11.350 lao động hoạt động khai thác thủy sản, trong đó có 613 phương tiện tàu thuyền khai thác biển, còn lại là thuyền bãi ngang, ven biển, ghe thuyền đầm phá. Từ 3 ngày trước, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu thực hiện kêu gọi các tàu thuyền hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển và vùng đầm phá vào bờ, sắp xếp trú ẩn tại các địa điểm an toàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ tập trung về cơ sở hướng dẫn sắp xếp hàng ngàn phương tiện vào khu neo đậu tránh bão tại các cảng cá Thuận An, Tư Hiền, khu neo đậu Phú Thuận, Phú Hải, Vĩnh Hiền, Hải Dương, Lộc Trì và 55 âu thuyền nhỏ. Trong ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở ban ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất. Thủ trưởng các sở ban ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, lũ, tổ chức ứng trực tại cơ quan đơn vị 24/24 giờ kể từ 17 giờ ngày hôm qua, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, phân công lãnh đạo triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo đôn đốc kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở, căn cứ diễn biến và dự báo bão, chủ động cho học sinh nghỉ học, cấm di chuyển trên đường, đi và dừng để đảm bảo an toàn, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở, trên tàu thuyền, tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Chỉ đạo hướng dẫn việc chằng chống bảo đảm an toàn nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chủ động cho tạm dừng hoạt động tại các cơ sở sản xuất tập trung đông lao động, kiểm soát hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trước và trong khi bão đổ bộ và mưa lũ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức trực ban nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó cụ thể sát với diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị liên quan sẵn sàng thiết lập sở chỉ huy tiền phương khi có yêu cầu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 116,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, từ 118 đến 149 km một giờ, giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 230 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, có xu hướng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc, 111,0 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 320 km, cách Quảng Nam khoảng 270 km, cách Quảng Ngãi khoảng 260 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, từ 134-166 km một giờ, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi vào đất liền Trung Trung Bộ, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 9, từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km một giờ. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ. Vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão cấp 12, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, sóng cao 3-4 mét, biển động mạnh. Từ sáng nay, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 8-10 mét, biển động dữ dội. Từ chiều tối và đêm nay, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sóng biển cao từ 3-5 mét, vùng gần tâm bão từ 6-8 mét, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 1-1,5 mét, gây ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển cửa sông. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Từ đêm nay, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Từ sáng sớm ngày mai, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo mưa lớn từ ngày hôm nay đến ngày mai, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350 mm một đợt, có nơi trên 400 mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Từ ngày mai, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cấp 4. Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai cấp 3. Cơn bão Noru, cơn bão mạnh nhất tại Biển Đông, từ đầu năm cho tới nay đã đổ bộ vào khu vực đảo Luzon của Philippines, gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản lẫn tính mạng con người. Trước sức công phá khủng khiếp của cơn bão này, nhiều vụ lở đất do mưa lớn và gió mạnh đã được ghi nhận tại nhiều hòn đảo và cả khu vực đông bắc của thủ đô Manila. Theo nhà chức trách, ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều khu vực cũng đang bị chìm trong biển nước. Cơn bão Noru tại Việt Nam, gọi là cơn bão số 4, được dự đoán sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Tương tự như cơn bão Sanchone năm 2006 và bão Kestana năm 2009 và bão Molavi năm 2020 từng gây thiệt hại nặng ở các tỉnh Trung Bộ Việt Nam. Nhận định chung từ Trung tâm Dự báo của Mỹ, Nhật Bản, Hồng Kông đều đánh giá bão Noru sẽ đạt cường độ siêu bão cấp gió 16 trở lên. Khi đi vào Philippines ma sát với địa hình, bão Noru có thể giảm từ 1 đến 3 cấp, nhưng khi vào Biển Đông sẽ mạnh trở lại. Dự báo trên Biển Đông, bão Noru đạt cường độ mạnh nhất khi đi qua vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa, gió ở cấp 13-14, giật cấp 16. Khi đi vào vùng biển gần bờ, cường độ bão duy trì ở cấp 13. Philippines, quốc đảo gồm hơn 7.600 hòn đảo, trung bình mỗi năm đón 20 cơn bão nhiệt đới gây ra lũ lụt và lở đất. Theo tin tức dự báo thời tiết mới nhất, sau khi đổ bộ vào Philippines ngày hôm qua, siêu bão Noru được giới quan chức thời tiết quốc gia này nhận định là mối đe dọa cực độ.
Cơ quan quản lý dịch vụ khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines Pagasa cho biết cơn bão Noru đã đạt đến loại siêu bão sau một thời gian bùng nổ mạnh lên. Siêu bão có sức gió cực đại, ít nhất 240 km/h. Sau vài giờ đồng hồ, Noru tăng cấp trở lại thành siêu bão cấp 5, cấp mạnh nhất trên thang đo bão phương Tây, với sức gió đạt 257 km/h, bước nhảy vọt về cấp độ. Bão này là một trong những cơn bão có tốc độ tăng cường nhanh nhất trong 24 giờ được ghi nhận đối với bất kỳ xoáy thuận nhiệt đới nào. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm tăng khả năng tăng cấp sức mạnh của bão nhanh đến như vậy. Bão Noru đã đi qua hòn đảo chính Luzon sau khi đổ bộ vào phía đông bắc thủ đô Manila của Philippines. Cơ quan thời tiết Philippines cho biết gần 8.400 người đã được sơ tán trước đó khỏi khu vực đường đi của bão. Siêu bão Noru tiếp tục càn quét với sức gió duy trì từ 175 km/h, tương đương 108 dặm trên một giờ, và gió quật lên tới 290 km/h sau khi đổ bộ vào đất liền nước này. Nhiều chuyến bay bị hủy, các chuyến phà tạm dừng phục vụ và những tuyến xe buýt đóng cửa do mưa lớn và gió mạnh làm đổ cây và đường dây điện. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã ra lệnh tạm dừng các lớp học và hoạt động kinh doanh ở đảo Luzon, nơi diễn ra hơn 2/3 hoạt động kinh tế với khoảng một nửa dân số, 150 triệu người của nước này. Ông Marcos cũng yêu cầu đóng cửa các trường học và ra lệnh nhanh chóng phân tán hàng viện trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi đó, Bộ Năng lượng Philippines đã đưa ra tình trạng báo động cao đối với tất cả các cơ sở liên quan đến năng lượng ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Philippines, giao dịch chứng khoán sẽ bị tạm dừng trong ngày hôm qua do mưa lớn xối xả trút xuống khu vực thủ đô và các tỉnh lân cận. Nelson Iguagui, người đứng đầu cơ quan thiên tai của tỉnh Aurora, nơi bão Noru đổ bộ cho biết, các trụ điện bị đổ và những ngôi nhà làm bằng vật liệu nhẹ gần bờ biển bị hư hại. Những con sóng lớn do cơn bão cấp 3 này tấn công đã đánh vào khu cảng biển. Hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy những khu vực trũng thấp và đã bị ngập lụt. Eliseo Ruzon, thị trưởng thị trấn ven biển General Naka, gần vị trí nội bộ của bão Noru, nói: "Hiện tại gió đã dịu hơn nhưng trời tối vì chúng tôi không có điện." Phát biểu tại cuộc họp báo với các quan chức quản lý thảm họa, Tổng thống Marcos nêu rõ, chỉ khi nào đa số những người sơ tán được trở về nhà thì lực lượng chức năng mới có thể được nghỉ ngơi. Hiện lực lượng chức năng và người dân đã bắt đầu dọn dẹp tại đảo Luzon sau khi nước lũ ở vùng thủ đô bắt đầu rút. Thống đốc tỉnh Bulacan Daniel Fernando cho biết 5 nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng. Tại một số khu vực trong tỉnh, nhiều người dân bị mắc kẹt trên mái nhà. Sau khi đổ bộ đất liền Philippines, bão Noru đã suy yếu một phần. Tuy nhiên, theo chuyên gia khí tượng của Washington Post, Mỹ nhận định, sau khi vượt qua đảo Luzon, bão Noru được dự báo sẽ nổi lên ở Biển Đông và lấy lại sức mạnh vào đầu tuần này trước khi đổ bộ lần thứ hai vào miền Trung Việt Nam. Trước diễn biến phức tạp của siêu bão, chính phủ nước ta đã có những chỉ đạo khẩn cấp về công tác ứng phó với cơn bão số 4. Việt Nam lên phương án ứng phó khẩn cấp trước siêu bão Noru sắp đổ bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào chiều tối ngày hôm nay, bão ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền, khu vực Trung Bộ, trọng tâm từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Bão dự kiến đi vào 4 tỉnh thành Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định. Hiện Việt Nam đang nỗ lực ứng phó với bão Noru. Chiều qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và tổ chức cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão Noru đang tiến vào Biển Đông. Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay, những ngày qua, cơ quan này thường xuyên trao đổi thông tin về bão Noru với cơ quan khí tượng Nhật, Mỹ, Hồng Kông và thống nhất Noru có thể là siêu bão cấp 16, sức gió từ 184 km/h trở lên, hiện là cấp 15, 16 đến 183 km/h. Ông Thái nói bão rất mạnh với tâm sắc nét khí áp rất thấp. Cấu trúc bão đồng nhất với chiều cao từ mặt đất trở lên là từ 5 đến 10 km và cho biết giữa Biển Đông không có không khí lạnh như mọi lần nên đường đi của bão thuận lợi. Khi qua Philippines, bão sẽ giảm từ 1 đến 3 cấp. Khi vào Biển Đông sẽ mạnh trở lại. Bão đang giai đoạn trưởng thành nên khả năng đã cấp 15 khi qua Nam quần đảo Hoàng Sa, gần vào đất liền sẽ giảm đi 1 đến 2 cấp.
Trước diễn biến khó lường của Noru, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Tiền phương đặt trụ sở tại tâm bão có thể là Đà Nẵng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Hiện Bộ đã chia 8 địa phương ở vùng trực tiếp ảnh hưởng của bão thành 2 cấp độ, 4 địa phương rủi ro thiên tai cấp độ 4, cao nhất cấp 5 thảm họa gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. 4 tỉnh rủi ro thiên tai cấp 3 gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên và Khánh Hòa. Ông Hiệp nói, các kịch bản ứng phó hiện đã có ưu tiên là con người, sau đó tới tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản. Chúng ta cố gắng kêu gọi các tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới, theo hướng chạy ra phía Bắc hoặc Nam, tránh chạy vào bờ vì rất nguy hiểm. Ngoài ra, ông cho hay có thể ngay trong ngày mai các địa phương sẽ bắt đầu cấm tàu thuyền ra khơi và ban hành lệnh cấm biển 24 giờ trước khi có lệnh cảnh báo thiên tai rủi ro. Thứ trưởng Hiệp cũng lưu ý các địa phương đảm bảo nguyên tắc 4 tại chỗ một cách hiệu quả, thực chất, sơ tán dân cần có các kịch bản, cần sơ tán tới những nơi gần nhất, an toàn nhất. Ông Hiệp nói, với cấp độ rủi ro như hiện tại, các nhà cấp 4 phải sơ tán dân, trang trống nhà cửa để giảm tối đa thiệt hại. Địa phương cần chuẩn bị lệnh cấm đường cho học sinh nghỉ học. Theo ông Phạm Đức Luận, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng chống thiên tai các tỉnh thành, từ Quảng Bình tới Bình Thuận đã rà soát phương án sơ tán 868.230 người, trong đó các địa phương dự kiến bão đổ bộ hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẵn sàng sơ tán hơn 93.000 hộ với hơn 368.000 dân. Các hộ dân phải sơ tán do có nhà ở vùng ven biển, cửa sông có nguy cơ bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở, sinh sống trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, khu dân cư có thể bị lũ quét. Về tình hình tàu thuyền, các địa phương từ Quảng Bình tới Bình Thuận đã tổ chức kêu gọi kiểm đếm và hướng dẫn cho hơn 57.800 tàu với 300.000 lao động tránh trú bão, trong đó hoạt động trong khu vực Bắc và giữa Biển Đông gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là 739 tàu với hơn 7.450 người. Trong 24 giờ tới, ở vùng nguy hiểm còn 127 tàu, riêng Bình Định 100 tàu, Quảng Ngãi 24 tàu. Vùng nguy hiểm từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên trong 24 giờ tới là vĩ tuyến 12,5 đến 20 phía đông kinh tuyến 114 độ. Tàu thuyền hoạt động trong vùng này có nguy cơ cao hứng chịu gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Ông Luận cho rằng không tàu đánh cá nào chạy nhanh bằng bão nên các địa phương cần nhanh chóng kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm. Theo ông Luận, cần rút kinh nghiệm của những trận bão trước, rất nhiều tàu thuyền khi vào khu neo đậu chẳng chéo không cẩn thận dẫn tới va đập và bị chìm. Địa phương cũng hết sức lưu ý các tàu vận tải, một số tàu vào tới cửa cảng nhưng không vào cảng khi bão tới là bị đánh chìm. Chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương không được phép chủ quan, tránh trường hợp như năm ngoái, bão nhỏ nhưng tàu thuyền vào chậm nên vẫn có người tử vong. Ngoài đảm bảo an toàn cho người, phương tiện địa phương phải bảo vệ hoa màu, thủy sản cho nhân dân, sẵn sàng lương thực thực phẩm để hỗ trợ người dân trong trường hợp bị chia cắt bởi bão. Siêu bão Noru dự kiến sẽ còn gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho quốc đảo Philippines. Đây cũng là cơn bão mạnh và nằm trong số những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến miền Trung trong 20 năm qua. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, trước khi cơn cuồng phong mang tên Noru đổ bộ, người dân nên theo dõi chặt chẽ những diễn biến thời tiết và chủ động có phương án ứng phó linh hoạt. Sáng sớm ngày hôm qua, bão Noru đã vượt qua đảo Luzon của Philippines và tiến vào Biển Đông, trở thành bão số 4. Dự báo bão di chuyển rất nhanh, tiếp tục mạnh thêm trước khi tiến về các tỉnh miền Trung gây mưa dông, gió giật mạnh từ đêm nay. Đây là cơn bão khá dị thường khi di chuyển thần tốc, tăng cấp rất nhanh và được dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, tương đương cơn bão Sansene 2006, bão Ketasa 2009 và bão Molavi năm 2020. Đây đều là những cơn bão từng gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung Việt Nam. Đứng trước nguy cơ gặp phải khi siêu bão đổ bộ, hàng loạt các tỉnh miền Trung đã phát đi báo động đỏ. Các tỉnh thành phố chủ động ứng phó bão tại Quảng Nam dự kiến sơ tán 401.901 người nếu bão Noru trở thành siêu bão. Con số này ở Quảng Ngãi bao gồm hơn 84.000 người.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương hoàn thành di rời, sơ tán dân đến nơi an toàn trước 10 giờ ngày hôm nay. Địa điểm sơ tán dân phải đảm bảo lương thực thực phẩm, vệ sinh môi trường. Các địa phương triển khai các biện pháp hạn chế người, phương tiện hoạt động trên đường khi bão đổ bộ. Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ngãi sẽ di rời gần 24.600 hộ với trên 84.000 người dân đến nơi trú ẩn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển, đảo cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách trên tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn và ngược lại. Từ 12 giờ ngày hôm qua cho đến khi có thông báo mới, các địa phương hoàn thành việc di rời sơ tán dân trước 10 giờ ngày hôm nay, riêng huyện Lý Sơn hoàn thành trước 8 giờ sáng cùng ngày. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ hôm nay đến khi có thông báo mới để tránh cơn bão số 4 Noru, đảm bảo an toàn tính mạng của học sinh, giáo viên. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi yêu cầu các trường học huy động lực lượng chằng chống phòng lớp trường học, cắt tỉa cây xanh trong sân trường, truyền tài liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học về nơi an toàn, tổ chức trực 24/24 giờ để nhận nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền về phòng chống bão số 4. Các trường hợp phối hợp cùng chính quyền địa phương sắp xếp phòng lớp học cho người dân và tránh trú bão, không để học sinh, giáo viên, nhân viên ra ngoài. Khi bão đổ bộ, tại Quảng Nam, kế hoạch sơ tán dân sẽ chia ra 2 cấp độ. Nếu bão mạnh, dự kiến di dời 182.280 người, trong đó số người di dời tại chỗ gồm 57.753 người, số người sơ tán là 124.700 người. Nếu siêu bão di dời 401.901 người, trong đó số người di dời tại chỗ gồm 111.470 người, số người sơ tán 290.585 người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ra công điện yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và trường học chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học tùy tình hình thực tế diễn biến của bão và mưa lũ, đồng thời nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 0 giờ ngày hôm qua. Công tác sơ tán dân ở những nơi nguy hiểm phải hoàn thành trước 9 giờ ngày hôm nay, đồng thời đảm bảo lương thực, các nhu yếu phẩm thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung. Tổng số tàu cá tỉnh Quảng Nam có 2.753 tàu và 13.575 lao động, hiện có 83 tàu với 2.533 lao động đang hoạt động trên biển. Tất cả tàu cá này đều hoạt động xa bờ. Tại khu vực Hoàng Sa có 28 tàu với 290 lao động, đặc biệt còn 18 tàu với 213 lao động nằm trong khu vực nguy hiểm. Hiện 18 tàu đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Khu vực Trường Sa có 59 tàu với 2.243 lao động. Các tàu đã nằm trong vùng an toàn. Các địa phương vùng Trung Du và ven biển trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất thu hoạch vụ lúa hè thu. Riêng một số huyện vùng núi vẫn còn 569 ha diện tích lúa nước và 3.501 ha diện tích lúa rẫy chưa thu hoạch. Diện tích nuôi trồng còn khoảng 650 ha thủy sản nước mặn, lợ, chủ yếu nuôi trên các lót bạt ven biển và lót bạt vùng cao chiều, nuôi ven sông đã thu hoạch khoảng 85%, số còn lại vẫn đang tiếp tục thu để tránh bão. Sáng ngày hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam đã có văn bản cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão Noru. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thông báo cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học ngày hôm nay để phòng tránh bão Noru. Tỉnh Quảng Trị, tính chất diễn biến của bão số 4, bão Noru. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên nắm bắt thông tin để chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và dành thời gian để giáo viên tham gia tổ chức phòng chống bão, mưa lũ tại trường học. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, để chủ động ứng phó bão Noru và mưa lớn kéo dài khu vực miền Trung, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo vừa gửi công điện tới các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về việc chủ động ứng phó với cơn bão Noru gần Biển Đông. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi thường xuyên diễn biến của mưa, bão, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên khi đến trường. Những nơi nguy hiểm do mưa, bão cần kịp thời thông báo cho học sinh nghỉ học, sẵn sàng hỗ trợ người dân tránh trú trong các trường học khi đảm bảo an toàn. Chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập, lên phương án đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, công trình trường học, tài liệu, sách vở và dụng cụ học tập.
chủ động khắc phục hậu quả mưa, lũ nếu có để sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường. Liên tục cập nhật thông tin về tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra. Đối với ngành giáo dục, tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý, báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để khắc phục. Đồng thời, báo cáo Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp. Siêu bão Noru sẽ quần thảo liên tục 4 giờ trong đất liền Quảng Ngãi, Huế. Theo nhận định của chuyên gia, khoảng 6 giờ ngày mai, tâm bão tiếp cận đất liền và nó duy trì hoạt động liên tục 4 giờ. Khu vực được dự báo là Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng, sau đó đến Thừa Thiên Huế và Tây Nguyên. Bão số 4 có tên quốc tế là Noru là một siêu bão rất nguy hiểm bởi cấp gió rất lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, đặc biệt khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, Huy Nguyễn, chuyên gia biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiên tai vừa có những nhận định mới nhất về cơn bão này. Báo Vietnamnet xin đăng tải cập nhật bản tin 7 giờ sáng ngày hôm qua để người dân có hướng phòng tránh sớm nhất. Bão Noru đã đi ra khỏi đất liền của Philippines và lúc này đang ở vị trí 15,5 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông trên vùng biển Đông của Việt Nam. Nhìn vào ảnh vệ tinh cho thấy mây xung quanh bão bị phân tán, nhiều cấu trúc bão đã bị vỡ. Áp suất không khí tại tâm bão khoảng 990 HPA, cấp gió hiện tại khoảng 120-130 km/h, giật 140 km/h. Như vậy, bão đã yếu đi rất nhiều so với trước khi đổ bộ vào đất liền của Philippines. Sự yếu đi này chỉ là tạm thời, bão sẽ lấy lại năng lượng trong quá trình di chuyển trên Biển Đông. Lúc này có nhiều khối mây phát triển do bốc hơi ở Biển Đông và có thể bị tâm bão hút vào, tập hợp thêm năng lượng và sẽ mạnh trở lại. Dự báo bão sẽ mạnh lên với cấp gió từ 130-140 km/h khi đi qua khu vực phía nam của đảo Hoàng Sa. Bão tiếp tục mạnh lên khi cách bờ biển Quảng Nam, Đà Nẵng khoảng 100 km về phía đông. Và đêm ngày hôm nay, vận tốc gió khi bão cách bờ 100 km có thể đạt 140-150 km/h, tương đương với cấp gió 14-15, giật cấp 16-17. Khi tiếp cận bờ biển, bão có thể giảm cấp còn 130-140 km/h. Gió đều và có gió giật 160 km/h. Gió giật không thường xuyên và không ở trên diện rộng. Thời gian và vị trí bão vào bờ khoảng 23 giờ ngày hôm nay, vùng biển Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi bắt đầu có gió mạnh do vành mây bão phía trước tâm bão tạo ra. Đến 6 giờ ngày mai, tâm bão tiếp cận đất liền và duy trì hoạt động liên tục 4 tiếng. Khu vực được dự báo là Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng, sau đó đến Thừa Thiên Huế và Tây Nguyên. Lưu ý danh sách địa điểm bão có thể cập nhật ở bản tin sau. Tâm bão được dự báo đi vào Quảng Nam, tuy nhiên do bão lớn nên khu vực Quảng Ngãi và Đà Nẵng cũng được xác định là vùng ảnh hưởng mạnh nhất của tâm bão. Vì vậy, ngoài Quảng Nam, Quảng Ngãi nơi có bão đổ bộ thì Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế sẽ ảnh hưởng lớn bởi gió mạnh khi bão quét qua. Các tỉnh Bắc Tây Nguyên đề phòng gió lớn và mưa hoàn lưu rất lớn. Bão vào bờ đúng lúc chiều cường đang cao nên nước biển sẽ dâng lên 1-1,5 m mà sóng đánh cao 5-6 m gần bờ. Dự báo lượng mưa đạt 250-350 mm một ngày. Đây là lượng mưa cấp tập rất lớn trên diện rộng nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngập lụt nơi bão đi qua. Mưa hoàn lưu bão di chuyển về phía Bắc và phía Tây của tâm bão. Tích trữ lương thực thực phẩm trong 4 đến 5 ngày để phòng lụt do bão. Đây là cơn bão rất lớn và có phạm vi ảnh hưởng rộng. Những nhà cấp 4 lập tôn ngói ở ven biển và vùng thấp sẽ không an toàn với cơn bão này. Bà con cần sơ tán theo lệnh sơ tán của chính quyền địa phương. Thời gian hoàn tất việc sơ tán nên trước 16 giờ ngày hôm nay, tuyệt đối không ở lại trên thuyền và lồng bè ven biển, khẩn trương đưa tàu thuyền vào bờ tìm nơi neo đậu an toàn. Bão này mà neo đậu không tốt có thể bốc cả thuyền lên bờ, tuyệt đối không đi ra ngoài đường. Khu vực được dự báo có bão từ khung giờ 21 giờ ngày hôm nay cho đến khi bão tan. Tích trữ lương thực, thực phẩm, nước uống trong 4 đến 5 ngày để phòng có lụt ngay sau bão, luôn sạc đầy các thiết bị thông tin liên lạc, đèn pin, hạ biển quảng cáo ngoài trời, gia cố giàn giáo, bê tông ở các công trình đang xây dựng, hạ mức nước ở các hồ chứa nước, gia cố lồng bè nuôi cá trên biển và tuyệt đối không ở lại lồng bè tàu thuyền. Cắt tỉa cành cây, gia cố nhà cửa, chèn mái tôn bằng bao cát, các tài xế xe, những người có kế hoạch di chuyển bằng đường bộ qua khu vực có bão thì cân nhắc ở lại các khu vực giáp danh với tâm bão. Phía Bắc là Quảng Trị và phía Nam là Ninh Thuận, đang di chuyển trên đường mà gặp siêu bão sẽ khó tìm được cách xử lý tối ưu. Ngay sau bão số 4, lại có thêm bão số 5 hình thành vào ngày 1 tháng 10 trong Biển Đông, tiếp đó là những hình thái mưa cực đoan trong đất liền. Thưa quý vị, miền Trung đã và đang phải oằn mình gánh chịu các đợt bão lũ lịch sử, bão chồng bão, lũ chồng lũ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản mỗi khi mùa mưa lũ về.
Dự báo trận siêu bão số 4 Noru sẽ tiếp tục đổ bộ, cả nước đang theo dõi miền Trung, hy vọng phép màu để nhân dân nơi vùng lũ đi qua, tránh được những thảm họa của thiên nhiên, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật gửi tới quý vị và các bạn những thông tin liên tục về cơn bão này. Siêu bão Noru dự báo giật cấp 16 đổ bộ vào miền Trung lúc rạng sáng ngày 28 tháng 9. Siêu bão Noru bão số 4 hiện đang giật cấp 16, dự báo còn mạnh lên cấp 17, đổ bộ vào ven biển khu vực các tỉnh từ Quảng Trị tới Bình Định với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 14, từ 150 đến 166 km/h giật cấp 16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 4 siêu bão Noru lúc 6 giờ ngày 27 tháng 9 ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 112,4 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 14, từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25 km/h. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 300 km, Quảng Nam khoảng 250 km, Quảng Ngãi khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, từ 150 đến 183 km/h, giật cấp 17, cấp siêu bão. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km. Đến 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Trị, Bình Định, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi vào đất liền Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền đê kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Chế độ rủi ro thiên tai cấp 4. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ, vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 10, sau tăng lên cấp 11, 12, vùng gần tâm bão cấp 14, 15, giật cấp 17, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, sóng cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Từ sáng ngày 27 tháng 9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ chiều ngày 27 tháng 9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, sau tăng lên cấp 11, 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão 6 đến 8 mét, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nước dâng do bão cao từ 1 đến 1,5 mét. Mực nước tổng cộng, nước dâng bão kết hợp với thủy triều cao 2 đến 2,5 mét. Nguy cơ cao ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng do bão và sóng lớn. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Từ tối và đêm ngày 27 tháng 9, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10.
Từ sáng ngày 28 tháng 9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Bão số 4 đang tăng lên cấp 14, nhiều nơi ở Trung Bộ bắt đầu mưa to. Bão số 4 đang đi qua quần đảo Hoàng Sa và đã mạnh lên cấp 14. Đêm nay bão sẽ vào vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định. Tốc độ gió này sẽ gây mưa rất lớn cho đất liền. Bão duy trì sức gió rất mạnh khi vào gần bờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 250 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Sáng nay, lúc 6 giờ, tâm bão cách bờ biển Cửa Đại, Quảng Nam 428 km về phía đông. Mắt bão đã rõ, sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16, vận tốc gió giật tối đa 165 km/h. Bão sẽ tiếp tục mạnh lên trong vòng 12 giờ tới đây, với vận tốc gió đều có thể lên đến 150 km/h, gió giật 195 km/h. Sau khi tăng cường độ, bão sẽ duy trì sức mạnh và đi vào gần bờ vào đêm ngày 27 tháng 9. Khi tiếp cận bờ, bão được dự báo sẽ giảm một chút và có sức gió đều khoảng 140 km/h, giật 165 km/h ngay sát bờ biển khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Tâm bão và vùng gió siêu lớn đi vào đất liền các tỉnh trên từ 7 giờ sáng ngày 28 tháng 9, tuy nhiên từ đêm ngày 27 tháng 9 đã có gió giật sóng cồn. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 300 km, Quảng Nam khoảng 250 km, Quảng Ngãi khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, từ 150 đến 183 km/h, giật cấp 17. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Đến 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Trị, Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, từ 150 đến 166 km/h, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ. Vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 10, sau tăng lên cấp 11, 12. Vùng gần tâm bão cấp 14, 15, giật cấp 17, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, sóng cao 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Bắt đầu gió mạnh, mưa lớn trên đất liền từ sáng ngày 27 tháng 9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ chiều ngày 27 tháng 9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10 sau tăng lên cấp 11, 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16, sóng biển cao 3-5 mét, vùng gần tâm bão 6-8 mét, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nước dâng do bão cao từ 1-1,5 mét, mực nước tổng cộng, nước dâng bão kết hợp với thủy triều
cao 2m đến 2,5m, nguy cơ cao ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng do bão và sóng lớn. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ tối và đêm ngày 27 tháng 9, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Từ sáng sớm ngày 28 tháng 9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350mm một đợt, có nơi trên 450mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Bão mang đến một lượng mưa rất lớn nên nguy cơ ngập do bão rất cao. Bão vào đất liền đúng lúc chiều cường cao nên sẽ có nguy cơ ngập do nước biển ở vùng thấp ven biển. Do bán kính bão lớn, các tỉnh trong vùng ảnh hưởng của gió mạnh bao gồm từ Khánh Hòa đến Quảng Bình và Bắc của Tây Nguyên. Vùng ảnh hưởng gió siêu mạnh gồm Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị. Người dân sống trong nhà cấp 4, nhà lợp mái tôn nên sơ tán khẩn cấp trước khi bão đổ bộ đất liền. Cứu thành công 14 thuyền viên ngay trước mũi bão Noru. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu thành công 14 thuyền viên gặp nạn ngay trước khi bão Noru ập đến. Lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Việt Nam MRCC cho biết, vào 11 giờ 05 phút ngày 25 tháng 9, Việt Nam MRCC nhận được thông tin báo nạn từ tàu China Probe 1, quốc tịch Panama, trọng tải 4.915 tấn, tàu chở 5 tấn dầu DO và 23 tấn dầu FO. Trên tàu có 14 thuyền viên, 5 thuyền viên quốc tịch Việt Nam, 9 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc khi đang hành trình từ Vũng Tàu, Việt Nam đi Macau, Trung Quốc, đến vị trí 16.034 vĩ độ Bắc, 107.052 kinh Đông thì bị hỏng máy chính lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày. Các thuyền viên trên tàu nỗ lực khắc phục sửa chữa nhưng không thành công. Tàu mất khả năng điều động và trôi dạt dưới thời tiết xấu do chịu ảnh hưởng bởi bão số 4, bão Noru. Tiếp nhận thông tin báo nạn từ tàu, Việt Nam MRCC đã phối hợp với Đài Thông tin Duyên Hải Đà Nẵng phát thông báo khẩn cấp kêu gọi các tàu thuyền trong khu vực đến hỗ trợ cho tàu bị nạn, phối hợp Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế để triển khai các biện pháp hỗ trợ cho tàu gặp nạn, đồng thời hướng dẫn thuyền viên trên tàu thực hiện các biện pháp thả neo tránh trôi dạt và phòng tránh sự cố tràn dầu. Đến 10 giờ 20 phút ngày 26 tháng 9, tại khu vực tàu bị nạn, không có phương tiện có khả năng hỗ trợ, cứu giúp do thời tiết khắc nghiệt. 14 thuyền viên trên China Probe 1 bắt đầu hoảng loạn khi bão số 4 đã gần kề. Nhận thấy tình hình cấp bách, Việt Nam MRCC đã điều động tàu SAR 412 rời bến thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu China Probe 1. Khoảng 15 giờ ngày 26 tháng 9, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu China Broad One và triển khai cứu nạn. Dưới sự hỗ trợ của tàu SAR 412, 14 thuyền viên gặp nạn được hướng dẫn rời tàu an toàn và chuyển sang tàu SAR 412 để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế. Sau khi được cứu toàn bộ 14 thuyền viên tàu China Broad One, tàu SAR 412 đưa các thuyền viên này về cảng Chân Mây, Thừa Thiên Huế để bàn giao lúc 17 giờ 20 phút cùng ngày. Đài Loan vừa trải qua hai trận động đất mạnh liên tiếp trong hai ngày vừa qua, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 146 người bị thương. Đây là trận động đất lớn nhất trong số hàng chục trận đã làm rung chuyển bờ biển phía đông nam của hòn đảo. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi nhìn lại những dư âm kinh hoàng mà trận động đất này để lại cho người dân nơi đây. Đài Loan, Trung Quốc nằm gần vành đai lửa Thái Bình Dương, do đó thường xuyên phải hứng chịu sức công phá của các trận động đất. Mới đây, hai trận động đất liên tiếp với cường độ mạnh đã để lại những dư chấn nặng nề cho hòn đảo này. Trận động đất đầu tiên mạnh 6,5 độ Richter vào tối thứ Bảy và trận tiếp theo mạnh 6,8 độ Richter xảy ra vào chiều Chủ nhật.
Cục Thời tiết Đài Loan đánh giá đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở khu vực này trong 49 năm qua. Cả hai trận động đất đều xảy ra ở phía đông nam đảo Đài Loan, nơi có ít người sinh sống. Mặc dù vậy, chúng cũng khiến một người tử vong và 146 người khác bị thương. Truyền thông Đài Loan đưa tin một người đàn ông họ Hoàng đã thiệt mạng sau khi bị các thiết bị máy móc tại một nhà máy ở quận Hoa Liên rơi đè lên người. Ngoài ra, động đất khiến trong một tòa tháp thấp tầng có cửa hàng tiện lợi ở xã Ngọc Lý, huyện Hoa Liên bị sập khiến 4 người bị mắc kẹt. Một đoạn video đăng tải cho thấy nhiều cư dân hoảng loạn chạy khỏi tòa nhà khi bị sập. Bên cạnh đó, cơ quan đường sắt Đài Loan cho biết tổng cộng 6 toa tàu bị trật đường ray do những ảnh hưởng từ trận động đất ở khu vực ga Đông Ly phía đông Đài Loan và một phần mái vòm của một nhà ga bị sập. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 20 hành khách trên tàu và tất cả đều được sơ tán an toàn, không ghi nhận trường hợp bị thương. Chính quyền khu vực cũng ghi nhận 3 người khác bị thương do một cây cầu bị sập. Giới chức Đài Loan cũng ghi nhận hơn 600 người bị mắc kẹt tại khu vực núi Chike và Lusisi do các tuyến đường bị phong tỏa. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực khai thông các tuyến đường để tiếp cận khu vực này. Hai trận động đất kinh hoàng và hàng chục dư chấn xảy ra sau đó đã kéo theo việc sập tường, mất điện, vỡ đường ống nước, sập trần. Đến hôm thứ Hai, các tuyến đường sắt bị ảnh hưởng đã hoạt động trở lại bình thường. Nhiều ngôi nhà cùng với các công trình công cộng đã bị hư hỏng nghiêm trọng bởi những rung lắc dữ dội do trận động đất gây ra. Trận động đất này cũng kích hoạt cảnh báo sóng thần tại vùng biển Đài Loan và Nhật Bản. Trung tâm cảnh báo sóng thần Mỹ cho biết những vùng bờ biển của Đài Loan trong bán kính 300 km tính từ tâm chấn có thể chịu ảnh hưởng bởi sóng thần. Ngoài ra, theo báo Guardian, những dư chấn từ hai trận động đất trong 2 ngày qua cũng được báo cáo ở khu vực thành phố Đảo Viên phía tây Đài Loan cách tâm chấn 130 km về phía bắc, khiến một người bị thương và một trung tâm thể thao 5 tầng bị hư hại. Quan chức Đài Loan April Yao chia sẻ trên mạng xã hội rằng trận động đất cực kỳ mạnh, trong khi thông tấn xã Đài Loan đang tải hình ảnh chai lọ bị rớt khỏi kệ của một cửa hàng mới. Mới đây nhất, trong một đoạn video ghi lại sự việc cho thấy nhóm người đang chơi cầu lông dừng lại và nhìn lên trần nhà khi xảy ra động đất. Ngay sau đó, dàn đèn nhanh chóng đổ sập xuống mặt sàn khiến cho mọi người hoảng loạn tháo chạy. Lãnh đạo Đảo Viên Trịnh Văn Sán đã tới trung tâm thể thao điều tra sự việc và yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ cấu trúc chất lượng tòa nhà để đề phòng xảy ra sự việc tương tự. Ông Trịnh cũng đề nghị cơ quan thể thao quận Bát Đức kiểm tra sức khỏe của những người bị thương. Trận động đất đã gây ra chấn động mạnh trên đảo Đài Loan, cũng như cảm giác rung lắc rõ rệt ở các khu vực ven biển Phúc Kiến, Quảng Đông, Giang Tô và Thượng Hải ở Trung Quốc đại lục. Cơ quan phòng cháy chữa cháy Đài Loan cho biết đã điều động 751 cảnh sát, 5 máy bay trực thăng, 120 xe các loại và 8 chó nghiệp vụ đến hiện trường cứu trợ thảm họa. Ông Quách Khải Văn, chuyên gia khí tượng, cựu giám đốc Trung tâm Dự báo Động đất Đài Loan cho biết, trận động đất xảy ra vào chiều Chủ nhật tương đương với sức công phá của 8 quả bom nguyên tử. Ông cũng dự báo các dư chấn trong tương lai có thể mạnh tới 6,3 độ Richter. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc CENC cho biết, ngay sau khi động đất xảy ra, nhiều địa phương tại Đài Loan đã phải hứng chịu hơn 100 cơn dư chấn, trong đó mạnh nhất là dư chấn 6,5 độ Richter xảy ra vào lúc 19 giờ 41 phút cùng ngày theo giờ địa phương. Cả hai trận động đất đều ở cùng một khu vực và hai tâm chấn cách nhau chỉ khoảng 14 km. Sau đó, theo mạng China Times của Đài Loan, từ 0 giờ đến sáng sớm ngày thứ Hai, vùng lãnh thổ này tiếp tục xảy ra 11 cơn dư chấn có cường độ từ 3,1 đến 4,4 độ Richter. Động đất là một dạng thiên tai, tuy không thường xuyên xảy ra như bão, lũ, nhưng tác hại của nó vô cùng lớn. Hiểu biết về động đất và những biện pháp phòng tránh là cơ sở đầu tiên giúp giảm thiểu những thiệt hại khi động đất xảy ra. Sau đây là lời khuyên của chuyên gia về những việc cần làm khi chẳng may đối diện với động đất. Động đất có nhiều cấp độ lớn khác nhau, từ rất yếu chỉ có máy móc mới có thể ghi nhận tới rất lớn, gây nên những phá hủy trên bề mặt, có thể là sụp đổ cả những thành phố lớn hoặc tạo ra những trận sóng thần lan truyền trên khắp đại dương. Các nhà khoa học trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã tìm hiểu cách nhằm dự báo chính xác thời gian, địa điểm xảy ra động đất. Nhưng cho đến nay, chưa nước nào có thể dự báo được chính xác cũng như làm cách nào để ngăn chặn động đất xảy ra.
Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, nếu động đất xảy ra khi chúng ta đang ở trong một tòa nhà, nhận thấy tòa nhà đang rung lắc và nhìn thấy các đồ vật rơi xuống hoặc kính đang vỡ thì đừng hoảng loạn, hãy bình tĩnh và cố gắng trấn an những người khác. Người dân không được rời khỏi tòa nhà khi động đất đang tiếp diễn. Để bảo vệ bản thân, cần áp dụng biện pháp quỳ gối và dùng tay che đầu. Nếu gần đó có một cái bàn hay đồ vật, chắc chắn hãy chui xuống bên dưới để trú ẩn và dùng một tay giữ chặt vào vật đang che chắn. Nếu trong phòng không có bàn hoặc đồ vật để trú ẩn, ít nhất hãy tránh xa các cửa sổ có kính tới góc tường và ở nguyên vị trí đó, cúi xuống nhiều nhất có thể để bảo vệ các bộ phận quan trọng của cơ thể như đầu, ngực. Cố giữ nguyên tư thế đó đến khi các rung động ngừng lại. Nếu quan sát thấy trong phòng có kệ đầu giường hoặc đèn trần, quạt trần có thể rơi xuống vị trí nằm thì người dân cần chui xuống gầm giường hoặc di chuyển tới địa điểm an toàn khác như góc phòng và khi hết rung lắc thì đi ra ngoài. Trường hợp người dân gặp động đất khi đang đi ngoài đường cần sẵn sàng giúp đỡ mọi người không vào trong các tòa nhà và không chạy xung quanh chúng. Hãy ở yên bên ngoài, di chuyển nhanh, tránh các đường dây điện, tòa nhà cao tầng, cố gắng tìm chỗ trú ẩn an toàn như khu vực đất trống. Một trong những trường hợp nguy hiểm và khó xử lý khi bất chợt gặp động đất là đang lái xe. Nếu người dân càng hoảng loạn trong lúc này thì càng dễ gây ra tai nạn nghiêm trọng, do đó người dân cần phải đi chậm lại và tìm một địa điểm an toàn để dừng lại. Tốt nhất là tấp xe vào lề đường, tránh các đường dây điện và tòa nhà cao tầng, không cố chui qua hoặc vượt qua những cây cầu vì chúng có thể bị sập, không ra khỏi xe cho đến khi động đất dừng lại. Trường hợp động đất xảy ra khi người dân đang ở trong thang máy và nguồn điện vẫn hoạt động, hãy nhanh chóng thoát ra khỏi thang máy nhưng cần ở yên trong tòa nhà, hoặc nếu bắt buộc phải thoát ra khỏi tòa nhà thì cần sử dụng cầu thang bộ. Nếu người dân bị mắc kẹt trong trận động đất và không thể ra khỏi đống đổ nát, người dân cần giữ bình tĩnh, không nên di chuyển. Bảo vệ mũi, miệng bằng áo hoặc khăn, không dùng bật lửa hoặc diêm để đốt sáng, không la hét khi khói bụi vẫn còn, để những người cứu hộ có thể tìm thấy. Việc hiệu quả nhất là dùng còi. Khi không có còi, người dân cần cố gắng báo hiệu vị trí bị kẹt của mình bằng cách gõ hoặc đập mạnh vào các tấm hoặc ống kim loại gần đó. Ngay sau khi xảy ra động đất sóng thần, chính quyền các cấp phải huy động mọi người, mọi nguồn lực tại chỗ theo quy định để cứu người bị nạn, cấp cứu người bị thương, tìm kiếm người mất tích, đồng thời tổng hợp thông tin và báo cáo khẩn cấp đến cấp có thẩm quyền để chỉ đạo các biện pháp cần thiết hạn chế thiệt hại do động đất sóng thần gây ra. Con số thương vong sau hai trận động đất thảm khốc ở Đài Loan được dự đoán là vẫn sẽ tiếp tục tăng. Nhìn lại những dư chấn kinh hoàng, nhiều người vẫn chưa hết ám ảnh và sợ hãi. Phải chăng biến đổi khí hậu đã và đang ngày càng hiện hữu rõ ràng ở mọi nơi trên thế giới, tác động tới mọi hoạt động của tự nhiên và con người? Hy vọng cơ quan chức năng Đài Loan sẽ sớm có những biện pháp ứng phó thích hợp và sớm khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai.